Khi tôi thay xong chiếc váy đứng dậy, chuyên viên trang điểm đã không thể nào kiềm chế mà thì thầm bên tai. Cô Giang, cô mặc chiếc váy này đẹp thật đấy. Tôi nhẹ nhàng nói câu cảm ơn và bước ra bên ngoài. Ở dưới lầu đã bắt đầu náo loạn. Từ cánh cửa xoay khổng lồ bằng vàng, tôi thấy người chồng sắp cưới của tôi, Châu Văn Uyên, đang công khai khoác tay một cô gái trẻ cùng nhau xuất hiện. Mà điều nực cười hơn là chiếc váy cô ta mặc giống hệt chiếc váy tôi đang mặc. Đêm nay là một buổi tiệc xa hoa chưa từng có trong suốt mấy thập kỷ ở giới thượng lưu Hồng Kông. Tất cả những người có mặt ở đây đều là những người đứng ở đỉnh cao kim tự tháp chọc trời, lối sống đầy xa hoa và tinh tế. Cho nên chỉ cần liếc mắt là họ nhận ra chiếc váy mà tôi đang mặc chẳng qua là hàng nhái cao cấp. Suốt 21 năm, đây là lần đầu tiên tôi mặc lộng lẫy như vậy. Nhưng hóa ra cũng chỉ là một chú hề lộng lẫy. Văn Uyên, người bên cạnh anh là... Có người hiếu kỳ lên tiếng. Châu Văn Uyên nắm chặt tay cô gái ở bên cạnh. Bạn gái tôi, Tần Khả. Nhưng mà sau đêm nay, cô ấy sẽ là vị hôn thê của tôi. Thế còn cô Giang... Châu Văn Uyên lạnh lùng quay sang nhìn tôi. Hôn ước của tôi và nhà họ Giang đã hủy bỏ rồi. Suốt 3 năm qua, nhà họ Châu đã đối xử với nhà họ Giang quá mức tử tế rồi. Anh ta nói không sai. Nếu không có sính lễ là 1 tỷ lúc đính hôn, nhà họ Giang đã phá sản từ lâu. Lúc đó, ba mẹ, anh chị em tôi vẫn còn sống trong giàu sang như bây giờ được sao? Châu Văn Uyên quỳ một chân xuống, lấy chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn Tần Khả. Cô ta khóc không ngừng, lao vào trong vòng tay của Châu Văn Uyên. Người đàn ông dịu dàng lau nước mắt cho cô ta, vừa dỗ dành vừa hôn. Tôi nhìn Tần Khả được những phu nhân giàu có, bợ đỡ, thân thiết trò chuyện. Sau đêm nay, cô ta sẽ không còn là một ngôi sao nhỏ vô danh và kẻ thứ ba bị người ta xỉ vả nữa. Còn tôi, Giang Ngọc Hân, từ nay ở Hồng Kông, hay chính xác hơn là ở trong nhà họ Giang, chắc tôi không còn chỗ đứng. Đúng lúc này có giọng nói vang lên từ đằng sau. Làm ơn, có thể tránh đường được không? Tôi quay đầu, thấy hai cô gái trẻ trông giống như những tiểu thư quyền quý đang cầm đĩa thức ăn và nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó chịu. Tôi lách người sang một bên. Cái váy này của cô thật là tệ hại đấy. Đúng, loại hàng nhái này không biết làm từ vải gì, chạm vào có khi còn dị ứng nữa chứ. Thế mà cô ta còn dám đứng đây, mặt dày quá. Mặt tôi không một chút nào biểu cảm, bước về khu vực nghỉ ngơi, giả vờ như là không nghe thấy những bình luận ác ý đó. Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nghe máy. Là giọng nói của mẹ tôi. Bà nói đầy tức giận. Ngọc Hân, nhà họ Châu đòi hủy hôn, còn đòi lại 50 triệu tiền sính lễ nữa. 3 năm trời mà con không thể nào giữ được trái tim của một người đàn ông sao? Đúng là đồ vô dụng. 50 triệu kia con tự nghĩ cách đi. Nhà chúng ta 1 xu cũng không có đâu. Tôi trợn mắt nhìn chiếc điện thoại vừa bị ngắt, cảm thấy trái tim mình đau đớn như sắp ngạt thở. Những ánh đèn lấp lánh, những bộ trang phục lộng lẫy, đến cả những âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh đều chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi chỉ muốn lập tức rời khỏi đây. Nghe nói Trần Tổng vừa quay trở về Hồng Kông ngày hôm qua, tối nay sẽ đến tham gia bữa tiệc này. Không thể nào, Trần Tổng chẳng bao giờ tham gia mấy sự kiện như thế này đâu. Đúng đúng, lần gần nhất ngài Trần xuất hiện trước công chúng là trên bản tin của đài truyền hình mà. Tôi ấn tay lên lồng ngực, cố gắng kìm nén cơn đau, mà đưa tay xuống lục tìm thuốc ở trong túi. Tiếng động làm cho hai người đang nói chuyện kia im bặt, dần dần bước chân của họ xa tôi. Trái tim tôi bắt đầu co thắt dữ dội, chiếc váy bó sát làm cho tôi giống như nghẹt thở. Không kịp tìm thuốc nữa rồi, tôi cố gắng tháo nút sau lưng trên chiếc váy ra để thở. Nhưng thử vài lần vẫn không tháo thành công. Hôm nay mẹ đã gọi người đến làm cho tôi bộ móng mới. bộ móng rất đẹp, nhưng vào lúc quan trọng nó lại có thể lấy mạng tôi. Tôi ngửa mặt lên thở dốc, tóc dài xõa xuống sàn gỗ, đôi môi dần dần trở nên xám xịt. Không xa lắm ở phía bên kia, bữa tiệc bắt đầu. Vị hôn phu cũ của tôi và người tình của anh ta chắc là đang ngọt ngào khiêu vũ bên nhau trong âm thanh chúc mừng của mọi người xung quanh. Còn tôi có lẽ sẽ lặng lẽ ra đi trên sàn gỗ yên tĩnh này. Trần Tổng, ngài có định vào trong bây giờ không? Trần Tuấn Vĩ không trả lời, chỉ nhận lấy hộp thuốc lá từ tay thư ký. Anh lấy ra một điếu thuốc màu xám nhạt, rồi mở chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay chưa được châm lửa. Anh nhẹ nhàng nhúng đầu thuốc vào lớp bột hương liệu màu nâu đậm, sau đó gạt nhẹ điếu thuốc, chìa tay ra về phía thư ký. Thư ký lập tức đưa bật lửa đến. Trần Tuấn Vĩ châm điếu thuốc. Đi trước đi, tôi hút xong điếu thuốc này đã. Trần Tuấn Vĩ nói xong thì bước vài bước về phía lan can của bong tàu. Nơi này gió lớn, ngài cẩn thận đấy ạ. Những người vây quanh liền tinh ý rời đi, từng người một. Lần trở về Hồng Kông này, Trần Tuấn Vĩ nhất định sẽ tiến thêm một bước lớn. Từ nay cả Hồng Kông, anh nói một thì chẳng có ai dám nói hai. Buổi tiệc tối nay, người tổ chức đã nhờ vả đủ các mối quan hệ để mời Trần Tuấn Vĩ xuất hiện. Ban đầu anh không một chút nào hứng thú, nhưng mà vừa về đến nhà đã bị người lớn thúc giục chuyện cưới vợ, làm anh đau hết cả đầu. Cho nên anh tranh thủ thời gian rảnh rỗi để mà tránh đi. Có điều khi mà điếu thuốc mới hút được một nửa, Trần Tuấn Vĩ đã chú ý đến bóng dáng mong manh yếu ớt ở đằng xa. Anh định dập tắt điếu thuốc và quay đầu bước ra chỗ khác thì bỗng nghe thấy một tiếng động vang lên từ phía bong tàu. Trần Tuấn Vĩ chậm rãi quay đầu nhìn. Dưới ánh trăng mờ nhạt, bóng dáng kia ngã trên sàn bong tàu, trông vô cùng quyến rũ nhưng cũng rất bí ẩn. Gương mặt của tôi lúc này chắc hẳn đã xanh xao và trắng bệch như một hồn ma. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, gương mặt đã mất đi sự xinh đẹp, chỉ còn lại chút méo mó vì đau đớn và khó thở. Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ đang đứng đối diện, giống như bấu víu vào một cành cây cứu mạng mà dồn hết sức giữ lấy. Tay áo của người đàn ông bị tôi nắm chặt, bản năng sinh tồn làm tôi có sức mạnh chưa từng có. Tôi kéo tay anh ấy lại, sau đó đặt ngay vào lồng ngực của mình. Tôi thở hổn hển một cách đáng sợ, nhịp tim đập hỗn loạn, không theo nhịp nữa rồi. Người đàn ông nhìn tôi, như thể đã hiểu ra vấn đề. Sau đó anh quỳ xuống, những ngón tay dài nắm cổ tay tôi, giọng nói vô cùng trầm tĩnh. Kéo khóa váy ở đâu? Tôi không nói được chữ nào, chỉ có thể cố gắng nắm tay, rồi đặt lên lồng ngực của tôi. Người đàn ông nhíu mày, rồi lấy tay tôi ra, định cúi đầu nhìn vào cổ váy. Ngay sau đó, hàng cúc ẩn phức tạp đã được ngón tay của anh tháo ra. Tôi chỉ cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, sự thắt chặt nơi lồng ngực và phổi biến mất ngay lập tức. Không khí tràn vào, tôi tham lam hít thở từng hơi. Nhưng tôi hoàn toàn quên mất rằng hôm nay mình mặc chiếc váy ôm sát cơ thể, chỉ dán miếng dán ngực hình bông hoa ở đằng trước. Giờ đây, phần trước của váy đã mở toang, tất cả đã bị người đàn ông trước mặt nhìn thấy cả rồi. Cho đến khi chiếc áo vét nam ấm áp đè nặng cơ thể tôi mới đột ngột tỉnh lại. Cắn môi hồi lâu, tôi đỏ mặt ngẩng đầu lên, khẽ cảm ơn. Cảm ơn anh. Em có đứng dậy được không? Tôi gật đầu, một tay giữ chặt cổ áo vét, tay kia bám vào lan can, cố gắng đứng vững. Em có cần tôi giúp liên lạc với gia đình hay là bạn bè gì không? Tôi lắc đầu. Dạ không cần đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi. Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại của người đàn ông vang lên. Tôi thấy anh bước sang một bên, lấy điện thoại ra nghe. Tôi đã nói rồi, chuyện cưới xin tôi sẽ tự mình sắp xếp. Yên tâm, tôi sẽ không để ông nội phải ra đi trong tiếc nuối. Trần Tuấn Vĩ có vẻ hơi bực, anh châm điếu thuốc. Ánh lửa từ điếu thuốc làm nổi bật đường nét góc cạnh trên gương mặt anh. Nhìn hình ảnh này, đột nhiên tôi nhớ ra, hình như là mình đã gặp người này ở đâu đó. Ngay lúc này, người đàn ông quay lại, ánh mắt của hai chúng tôi vô tình chạm nhau. Tôi vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Người đàn ông cất điện thoại rồi đi về phía tôi. Mùi thuốc lá nồng làm tôi khó chịu, ho vài tiếng. Xin lỗi. Anh lịch thiệp dập tắt điếu thuốc, sau đó chỉ vào chiếc áo vest mà tôi đang mặc trên người. Trả lại cho nhân viên phục vụ là được rồi. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, gật đầu nhẹ mà đáp. Vâng. Ánh mắt của anh lướt qua tay tôi. Tôi đang nắm chặt cổ áo vest. Ở bên trong, chiếc váy bung ra. Da thịt trên đó chỉ còn cách một lớp mỏng là miếng dán ngực silicon, chạm vào lớp vải lót tinh tế của chiếc áo vest nam. Đây là một cảm giác mập mờ mà chỉ một mình tôi có thể cảm nhận. Tôi hơi cúi người xuống vì cảm thấy có chút không thoải mái. Đến khi mà người đàn ông sắp quay đi, tôi khẽ nói: "Ban nãy em có nghe thấy cuộc gọi của anh. Liệu rằng em có thể cùng anh làm một giao dịch được không?" Tôi đã lấy tất cả can đảm để ngẩng đầu nhìn người đàn ông đằng trước. Có lẽ anh cần một người vợ, không gây rắc rối và có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Còn tôi cần 50 triệu, giành lấy một chút tự do mong manh của bản thân. Thỏa thuận ư? Cô Giang muốn cùng tôi làm thỏa thuận gì đây? Tôi quá căng thẳng cho nên không nhận ra anh đã biết tên của tôi. Anh... có phải là anh đang cần một người vợ đúng không? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Tôi sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho anh. Tôi sẽ hợp tác hết sức có thể. Tất nhiên khi mà anh không cần nữa, tôi sẽ không bám dính lấy anh. Anh đứng dưới ánh trăng nhìn tôi. Chiếc áo sơ mi màu xám bạc và quần dài tối màu ôm sát cơ thể gầy gò nhưng vững chãi. Đôi mắt sắc lạnh, đường nét trên cằm lại đầy mạnh mẽ. Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay của anh. Giá trị của nó có lẽ mua được cả cái du thuyền sang trọng mà tôi đang đứng đây luôn đấy chứ. Cô có điều kiện gì? Tôi sững sờ, có chút xấu hổ. Giọng nói chậm rãi vang lên. Tôi cần 50 triệu. Dùng tiền vào việc gì? Tôi hạ mắt, không dám nhìn thẳng anh nữa. Nhưng ở trước mặt một người đàn ông xa lạ, dường như tôi lại có đủ can đảm thể hiện sự yếu đuối và bất lực của bản thân. Vị hôn phu của tôi muốn hủy hôn. Gia đình họ yêu cầu trả lại một nửa sính lễ là 50 triệu. Tôi không có số tiền đó. Hủy hôn nữa? Người đàn ông đột ngột nhìn tôi, ánh mắt sắc bén, không nói nên lời. Đúng vậy, chính là hủy hôn. Tôi cười nhẹ, ngẩng mặt lên. Gió biển cuốn mái tóc dài của tôi nhìn xa xăm vào trong bóng đêm. Tôi đã không còn con đường nào để bước tiếp nữa rồi. Được, tôi chấp nhận thỏa thuận với cô, nhưng tôi cũng có điều kiện của mình. Tôi mở to mắt, không thể nào tin nổi. Anh đồng ý sao? Vậy điều kiện của anh là gì? Trong 3 ngày, phải đăng ký kết hôn. Nhanh như vậy sao? Cô đã nghe thấy cuộc gọi của tôi rồi đấy. Ông nội tôi sức khỏe không tốt. Ông muốn sớm nhìn thấy cháu dâu bước chân vào nhà. Nói đến đây xong, anh hơi nhướng mày nhìn tôi. Sao thế? Cô thấy không tiện à? Tôi vội vã lắc đầu. Không, tiện mà, tôi rất tiện. Vậy cứ quyết định thế đi. Gió biển mạnh dần, mái tóc dài của tôi bị thổi tung, quất vào mặt. Người đàn ông bất ngờ tiến tới một bước, gạt những lọn tóc lòa xòa bên má tôi ra, vén sau tai. Ngày kia, tôi sẽ cho người đến đón em. Nhưng mà sao anh biết tôi ở đâu? Anh không trả lời câu hỏi đó. Khi mà rút tay về, đầu ngón tay dường như khẽ chạm vào má tôi, hoặc có thể chỉ là ảo giác thôi. Người đàn ông đã rời đi từ lâu, còn tôi thì vẫn chìm trong cảm giác giống như giấc mơ không có thật. Cho đến khi mà Châu Văn Uyên, người đã uống say đến nỗi đi đứng loạng choạng không vững, bất ngờ bước tới nắm chặt cổ tay tôi. Giang Ngọc Hân, 3 năm qua tôi lúc nào cũng chờ em phải cúi đầu trước tôi, cầu xin tôi. Chỉ cần em chịu giống như những cô gái khác, mềm lòng trước tôi, thì đừng nói 1 tỷ, ngay cả 10 tỷ tôi cũng sẵn sàng đưa cho nhà họ Giang. Anh say rồi đấy, Châu Văn Uyên. Tôi dùng sức đẩy người đàn ông ra, nhưng mà một kẻ say rượu thật sự khó đối phó. Đôi mắt của anh ta đỏ ngầu nhìn tôi chăm chăm, rồi lại dán chặt vào chiếc áo vest tôi đang mặc trên người. Cô đang mặc đồ của ai chứ? Chuyện này không liên quan gì đến anh. Không liên quan đến tôi ư? Gương mặt điển trai của anh ta bắt đầu có chút méo mó. Giang Ngọc Hân, tôi phải xem là ai dám động vào người phụ nữ của Châu Văn Uyên này. Anh ta siết chặt áo vest rồi giật mạnh một cái. Tôi cố gắng nắm lấy, nhưng tất nhiên chỉ là vô ích. Gió biển thổi đến ảo ạt, dưới ánh trăng, một khoảng da thịt trắng nõn lấp ló hiện ra. Giang Ngọc Hân. Châu Văn Uyên ngây ngẩn khẽ thì thầm. Giây tiếp theo, một giọng nữ hét chói tai vang lên. Giang Ngọc Hân, cô thật là quá đáng. Trời đất ơi, cô ta dám cởi áo để mà quyến rũ chồng sắp cưới của người ta kìa. Châu tiên sinh đã nhìn chằm chằm đến mức cứng đơ cả người. Tần Khả, nhìn xem trình độ quyến rũ đàn ông của cô ta đi, đúng là thượng thừa. Lúc này tôi giật mình tỉnh táo, vội vàng kéo áo che lại. Tần Khả vừa khóc lóc vừa lao tới, giơ tay ra định tát vào mặt của tôi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Một giọng nam trầm ấm vang lên, nghe vô cùng bình thản. Động tác của Tần Khả khựng lại, sau đó cô ta bị Châu Văn Uyên kéo sang một bên. Còn tôi vội vàng lùi về sau một bước, hoảng loạn giơ tay che lấy lồng ngực của mình. Mọi người nghe giọng nói kia thì đồng loạt quay đầu, không biết có ai đó hét lên đầy kinh ngạc. Trời ơi, là Trần tiên sinh. Trần tiên sinh nào? Còn Trần tiên sinh nào nữa? Trần Tuấn Vĩ đó. Tôi dần dần mở to mắt, nhìn về phía Trần Tuấn Vĩ, người đang đứng sau đám đông. Người đàn ông này vừa giúp tôi cởi khóa áo trên bong tàu, người mà tôi đã liều lĩnh đề nghị làm vợ anh và yêu cầu anh đưa cho tôi 50 triệu. Hóa ra anh lại là Trần Tuấn Vĩ, người nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu Hồng Kông. Trần Tuấn Vĩ liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi thu hồi tầm mắt. Sau đó anh nghiêng đầu nói gì đó với nữ thư ký ở bên cạnh. Nữ thư ký lập tức băng qua đám đông, bước đến bên cạnh tôi, khoác lại áo vest lên vai tôi. Cô Giang, để tôi đưa cô xuống dưới nghỉ ngơi trước nha. Tôi gật đầu một cách máy móc, nói lời cảm ơn với cô gái kia. Khi được cô ấy đỡ đi, tôi không thể nào kiềm chế mà quay đầu lại đằng sau nhìn một chút. Đám đông dần dần tản ra, ai nấy đều im lặng, nghiêm túc đứng đó, không ai dám thở mạnh. Trần tiên sinh, đây chỉ là hiểu lầm thôi, tôi... Châu Văn Uyên đã tỉnh rượu hơn một nửa, cố gắng giải thích một cách cẩn thận. Hiểu lầm cái gì cơ? Giọng nói của Trần Tuấn Vĩ vô cùng điềm đạm, không tỏ ra một chút nào tức giận. Tôi chậm rãi dừng bước, đứng trong góc khuất. Thư ký không thúc giục tôi, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này tôi nghe giọng nói của Châu Văn Uyên vang lên, có chút run rẩy. Tần Khả là bạn gái của tôi. Cô ấy vừa rồi có lẽ hiểu lầm gì đó nên mới mất bình tĩnh mà ra tay. Tôi... Đôi mắt của Trần Tuấn Vĩ trở nên lạnh lùng, ánh lên sự không hài lòng. Tôi không nghĩ trong giới tiểu thư thượng lưu Hồng Kông lại có người thiếu giáo dưỡng đến như vậy. Châu Văn Uyên lúng túng không nói được gì nữa, còn Tần Khả thì ngượng ngùng đến sắp khóc. Trần Tuấn Vĩ ra lệnh cho cấp dưới, đưa cô ta xuống tàu đi. Văn Uyên à? Tần Khả khóc lóc kéo chặt tay áo của Châu Văn Uyên, không chịu buông ra. Tần Khả đã ở trong giới giải trí nhiều năm, hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Nếu hôm nay cô ta bị đuổi ra khỏi tàu, tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền khắp cả Hồng Kông. Cô ta chính thức trở thành trò cười cho thiên hạ, sau đó không còn con đường nào quay lại giới này nữa. Trần tiên sinh, Tiểu Khả đã biết mình sai rồi, tôi xin anh hãy cho cô ấy một cơ hội. Trần Tuấn Vĩ lạnh lùng liếc nhìn Châu Văn Uyên. Cậu Châu cũng có thể cùng với cô ấy rời khỏi con tàu này. Châu Văn Uyên nghe đến đây lập tức im lặng rút tay về. Tần Khả mau chóng bị người ta đưa xuống tàu. Đám đông trên boong tàu từ từ tản ra. Không ai ngờ màn kịch này lại có thể kết thúc nhanh chóng như vậy. Trần tiên sinh, giọng nói của nữ thư ký đã kéo tôi trở về thực tại. Tôi ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Trần Tuấn Vĩ đang tiến về phía mình. Anh ra hiệu cho nữ thư ký rời đi trước, dịu dàng quay sang hỏi tôi. Em có sợ không, Ngọc Hân? Tôi ngẩn người, lắc đầu liên tục. À, không, không sợ. Để tôi đưa em về nghỉ ngơi trước. Trần Tuấn Vĩ nhẹ nhàng nâng tay, nắm lấy cổ tay tôi. Có được không? Anh hỏi lại thêm một lần nữa. Đầu óc tôi lúc này đang vô cùng choáng váng, đành gật đầu bừa bãi để anh dắt mình đi. Có điều vừa di chuyển được vài bước, tôi cảm thấy lồng ngực hơi lạnh. Chân tôi khựng lại trong tích tắc. Miếng dán ngực hình cánh hoa màu nút từ dưới tà áo vét đã rơi xuống. Trần Tuấn Vĩ quay đầu, ánh mắt anh dõi theo miếng dán đó. Tôi xấu hổ, thực sự là xấu hổ đến mức chỉ muốn lao đầu vào tường, chết quách đi cho xong. Người đàn ông thì vẫn giữ nét mặt bình thản, cúi xuống nhặt miếng dán lên. Anh gấp đôi lại, cẩn thận cho vào trong túi quần, sau đó nhẹ nhàng trấn an. Nó bẩn rồi, không dùng lại được nữa. Lát nữa tôi sẽ bảo người mang đồ sạch đến cho em. Mặt tôi nóng bừng bừng, đỏ ửng hết cả mang tai, chỉ dám khẽ đáp một tiếng vâng. Chúng ta đi thôi. Trần Tuấn Vĩ nắm tay tôi. Hành lang không dài, rất nhanh chúng tôi đã đến phòng nghỉ. Anh đưa tôi vào đó và rời đi, nói rằng mình có chút việc. Tôi ngồi yên lặng một mình lúc lâu, mới có thể dần dần bình tĩnh. Khi lấy lại bình tĩnh, tôi chợt nhận ra. Ban đầu, Trần Tuấn Vĩ gọi tôi là cô Giang, nhưng mà sau đó anh gọi tôi là Ngọc Hân. Anh biết tên tôi sao? Anh biết tôi là ai sao? Lúc này nữ thư ký mang đồ sạch đến cho tôi. Tôi tắm rửa thay đồ, sau đó gấp chiếc áo vest của Trần Tuấn Vĩ cẩn thận cho vào trong túi. Tôi dự định sẽ đem đi giặt sạch rồi trả cho anh sau. Trần tiên sinh đã dặn, nếu như cô Giang muốn về thì tôi sẽ đích thân đưa cô trở về. Nữ thư ký này khoảng 30-40 tuổi, đôi mắt sắc sảo, thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Vậy phiền chị chuyển lời đến Trần tiên sinh, tôi sẽ mang áo đi giặt sạch trước rồi trả lại cho ngài ấy sau. Không cần phiền phức như vậy đâu, cô Giang, cô cứ đưa tôi là được rồi. Tôi không kiên quyết nữa mà đưa chiếc túi cho cô ấy, tình cờ hỏi một câu. Tại sao Trần tiên sinh lại biết tên tôi? Nữ thư ký chỉ mỉm cười rất nhẹ. Đó là chuyện riêng tư của Trần tiên sinh, tôi chỉ là một thư ký. Lúc xuống tàu, tôi nhận được tin nhắn gửi đến từ số lạ. Giang Ngọc Hân, tôi là Trần Tuấn Vĩ, lưu số điện thoại của tôi vào nha. Tôi nhìn dòng tin nhắn đó một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười trả lời. À, vâng, tôi đã lưu rồi. 2 ngày nữa tôi sẽ đến đón em. Em nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt. Vâng. Trần Tuấn Vĩ không nhắn thêm một tin nào nữa. Khi tôi về đến nhà họ Giang, trời đã rất khuya, mọi người trong nhà đều chưa đi ngủ. Đèn đóm sáng trưng, bầu không khí căng thẳng, nặng nề. Vừa nhìn thấy tôi bước chân vào cửa, mẹ đã lập tức đứng dậy. Giang Ngọc Hân, con đã nghĩ ra cách giải quyết chưa đấy? Rốt cuộc là con đã làm cái gì mà làm cho cậu Châu tức giận đến mức muốn hủy hôn? Đúng đấy, Ngọc Hân, con biết rõ mà, nhà mình còn phải dựa vào nhà họ Châu để kinh doanh, duy trì cuộc sống. Lấy đâu ra 50 triệu, nhà mình làm gì có tiền chứ? Chị dâu con sắp sinh đứa thứ 3 rồi, con thế này chẳng khác gì muốn lấy mạng cả nhà chúng ta. Tất cả mọi người đều trách móc tôi. Họ trách tôi tại sao lại không giữ được trái tim của Châu Văn Uyên, tại sao lại không thể thuận lợi gả vào nhà họ Châu để họ có thể tiếp tục lợi dụng hút máu. Nhưng mà trước đây Vì thương cô con gái lớn khỏe mạnh, họ đã đẩy tôi, đứa con gái nhỏ từ khi mà sinh ra đã bệnh tật yếu ớt, làm công cụ trao đổi tiền tài cho bọn họ. Họ chẳng bao giờ hỏi tôi xem tôi có đồng ý không, tôi cảm thấy thế nào. Đến lúc họ lấy xính lễ 1 tỷ từ nhà họ Châu để bù đắp thâm hụt và duy trì lối sống xa hoa, tôi đã được hưởng một chút nào lợi lộc từ số tiền đó hay chưa? Giờ thì nhà họ Châu muốn hủy hôn, 50 triệu đó họ không bỏ ra 1 đồng, mà lại tiếp tục đẩy gánh nặng lên vai tôi, bắt tôi phải chịu. Được rồi, tôi sẵn sàng gánh chịu, nhưng sau khi gánh chịu xong chuyện này, tôi sẽ không còn là người nhà họ Giang nữa. Chắc chắn là như thế. Chị dâu lúc này đứng dậy, không hài lòng khẽ đẩy vai tôi. Cô nói gì đi chứ, Ngọc Hân? 50 triệu đó. Tôi đã nghĩ ra cách rồi. Tôi sẽ có số tiền 50 triệu. Tôi nhìn thấy mẹ, lập tức mắt sáng quắc. Ngọc Hân, con thật sự có cách rồi sao? Có điều, chuyện này có thể làm tổn hại đến danh tiếng của nhà họ Giang đấy. Con nói như vậy là có ý gì chứ? Tôi mỉm cười mà đáp. Tối nay trong bữa tiệc, con đã gặp một doanh nhân giàu có người Philippines. Sau khi biết hoàn cảnh của con khó khăn, ông ta đồng ý giúp con trả 50 triệu. Nhưng ông ấy đã có vợ con, nên con chỉ có thể làm tình nhân của ông ấy. Con thực sự không còn cách nào khác, đành đồng ý. Chỉ là lúc con và ông ấy đi cùng nhau, mối quan hệ của hai người không thể nào giấu kín. Tại sao con có thể làm ra chuyện không còn chút liêm sỉ nào như thế chứ? Đúng đó, nhà họ Giang chúng ta vốn là dòng dõi Nho gia, tổ tiên từng có cử nhân tiến sĩ. Nếu con làm tình nhân cho một người đã có vợ con, thì con chắc chắn làm mất mặt gia đình chúng ta đến mấy đời. Vậy mọi người muốn tôi phải làm thế nào? Hay là bán bớt tài sản để có 50 triệu trả lại cho nhà họ Châu? Một lúc lâu chẳng thấy ai nói gì, không gian im phăng phắc. Ngọc Hân à, người cha vẫn im lặng bấy lâu nay của tôi tự dưng lên tiếng. 50 triệu của nhà họ Châu không thể nào không trả. Thể diện của nhà họ Giang cũng không thể nào mất đi được. Tôi cười lạnh. Vậy thì chi bằng không nhận con là con gái của nhà họ Giang nữa, thế là xong. Chị dâu ôm bụng lầm bầm. Cũng may là cô còn biết điều. Cuối cùng thì cha tôi đã quyết định. Nhà họ Giang đăng báo tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với Giang Ngọc Hân là tôi. Nhưng chỉ làm bên ngoài thôi. Tôi vẫn sẽ là con gái nhà họ Giang. Họ sẽ không thật sự từ bỏ tôi. Tôi thừa biết đây chỉ là chiêu trò của nhà họ Giang để dỗ dành vỗ về tôi. Ngay sau khi gửi 50 triệu đến nhà họ Châu, tôi sẽ lập tức bị đuổi khỏi nhà cho mà xem. Nhưng họ lại không biết rằng đây chính là kết quả mà tôi mong muốn nhất. Sáng hôm sau, khoảng 9 giờ, tôi nhận cuộc gọi từ Trần Tuấn Vĩ. Em kiểm tra tin nhắn đi. Tiền chắc là đã chuyển vào tài khoản rồi đấy, Ngọc Hân. Tôi vội vàng mở tin nhắn ra xem. Quả nhiên là số tiền kia được chuyển vào 10 phút trước. Em nhận được rồi. Hôm nay em giải quyết chuyện hủy hôn đi. Tôi sẽ cho tài xế đến đón em. Em có thể nhờ anh một chuyện được không, Trần Tuấn Vĩ? Em cứ nói đi. Có thể tạm thời đừng nói cho ai biết chuyện chúng ta kết hôn được không? Tôi không muốn để nhà họ Giang, những kẻ tham lam hút máu kia, tìm cách lợi dụng Trần Tuấn Vĩ, để rồi họ tiếp tục gây phiền phức không cần thiết cho anh. Em không muốn ai biết chuyện này sao? Không phải, chỉ là tạm thời thế thôi, có được không? Được rồi, anh sẽ sắp xếp người đến đón em. Chờ khi mà 50 triệu được trả lại cho Châu Văn Uyên, gia đình họ Giang sẽ đăng tin thông báo, tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với Giang Ngọc Hân là tôi. Trần Tuấn Vĩ muốn công khai hay là giữ bí mật cuộc hôn nhân này, dù sao thì tôi cũng sẽ hết lòng phối hợp với anh. Đến lúc đó, vì đã cắt đứt mối quan hệ từ trước, gia đình nhà họ Giang cho dù có muốn làm phiền Trần Tuấn Vĩ cũng không thể nào làm phiền nổi một phút. Sau khi chuyển tiền vào tài khoản của Châu Văn Uyên, tôi chụp lại biên lai chuyển tiền lưu giữ. Khi Châu Văn Uyên gọi đến, tôi đang nhìn thấy thông báo gia đình nhà họ Giang cắt đứt mối quan hệ với tôi trong mục quảng cáo nhỏ trên báo. Tôi chăm chú nhìn dòng chữ đó, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, rồi tiếp tục chụp hình cẩn thận và cất tờ báo đi. Giọng nói của Châu Văn Uyên hơi khàn vang lên. Em lấy đâu ra số tiền đó chứ, Ngọc Hân? 50 triệu không phải là số tiền nhỏ. Gia đình nhà họ Giang không thể nào đưa ra được. Là ai đã cho em? Em nói rõ ràng đi. Chuyện này không liên quan gì đến anh. Anh nhận được tiền rồi thì từ nay trở đi chúng ta không còn bất kỳ một sự dính dáng nào nữa. Nói xong tôi định tắt máy. Châu Văn Uyên đột nhiên gọi tên. Ngọc Hân, em nghĩ rằng anh làm tất cả là vì 50 triệu này sao? Cho dù anh làm chuyện này là vì lý do gì thì cũng không còn liên quan đến tôi nữa rồi, anh Châu. Em nên biết, nếu như anh không đồng ý thì cả thành phố cảng này sẽ không có người đàn ông nào dám tìm đến em đâu, Giang Ngọc Hân. Tôi khẽ cười trong điện thoại. Vậy ư? Tất nhiên rồi, nếu em không tin thì cứ thử đi. Tôi không muốn nói gì thêm với người đàn ông cặn bã đó, lập tức tắt máy. Điện thoại vừa tắt lại có tiếng chuông vang lên. Tôi định chặn số, nhưng mà nhìn thấy màn hình hiện ra 3 chữ Trần Tuấn Vĩ. Gia đình họ Giang muốn cắt đứt mối quan hệ với em sao? Sao anh biết? Tôi có chút ngạc nhiên. Người đàn ông biết tin cũng nhanh thật đấy. Giang Ngọc Hân, sao cơ? Nếu em thấy buồn thì đừng cố gắng chịu đựng. Tôi thật sự không định khóc, thật đó. Từ nhỏ đến lớn tôi đã quá quen với điều này. Trái tim cũng chịu đựng đến mức tê dại từ lâu rồi. Yên tâm, em không buồn đâu. Nhưng có lẽ khi mà được người ta quan tâm, con người sẽ trở nên yếu đuối hơn một chút. Vì vậy vừa mở miệng, giọng tôi đã trở nên nghẹn ngào. Em có thể khóc trước mặt anh. Dù sao thì từ ngày mai anh sẽ là chồng em rồi, Ngọc Hân. Nghe đến đây, nước mắt tôi đã không thể nào kiềm chế mà rơi xuống. Nhưng trước khi làm chồng em còn sắp xếp cho anh một thân phận khác đấy. Tôi nhỏ giọng nói, hơi rụt rè. Thân phận gì cơ? Người đàn ông im lặng nửa phút rồi mới nói. Chẳng phải thân phận của anh bây giờ là một thương gia giàu có, người Hoa, đến từ Philippines, 60 tuổi. Và em là tình nhân của anh sao? Anh biết mọi chuyện rồi à? Vậy anh có giận em không? Qua điện thoại, tôi nghe thấy người đàn ông thở dài rất nhẹ. Ngày mai gặp em, Ngọc Hân. Vậy anh vẫn kết hôn với em chứ? Thật ra vừa nãy tôi rõ ràng cảm nhận anh có chút không vui. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai em hãy mặc chiếc váy nào mà em cảm thấy xinh đẹp nhất. Trần Tuấn Vĩ chắc chắn đã sắp xếp mọi thứ. Vì vậy cả quá trình làm thủ tục đăng ký kết hôn diễn ra rất nhanh. Sau khi nhận giấy tờ, Trần Tuấn Vĩ dẫn tôi đến bệnh viện. Suốt đường đi, anh luôn luôn nắm chặt tay tôi. Điều này làm chúng tôi chồng rất tình cảm, như một cặp đôi thật sự. Ông nội của Trần Tuấn Vĩ bây giờ bệnh tình đã trở nên rất nặng, không nói chuyện được nữa. Ông chỉ cố gắng nhìn tôi mỉm cười. Trên gương mặt là nụ cười trông có vẻ mãn nguyện. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy có chút khó chịu khi mà phải lừa dối một người sắp ra đi như thế này. Ông nội của Trần Tuấn Vĩ chắc hẳn rất yêu thương người cháu trai xuất sắc này, mong anh có một cuộc hôn nhân êm ấm, hạnh phúc. Nhưng ông đâu biết rằng tôi thực sự không phải là vợ của Trần Tuấn Vĩ. Rời khỏi bệnh viện, Trần Tuấn Vĩ có cuộc họp rất quan trọng. Anh để tài xế đưa tôi về thu dọn hành lý. Tài xế này là người lái xe lâu năm của Trần gia, đã chứng kiến Trần Tuấn Vĩ lớn lên. Ông đã già, tóc bạc trắng, nhưng vẫn còn vô cùng minh mẫn. Khi người nhà họ Giang thấy ông từ xe bước xuống, giúp tôi mở cửa xe, họ đều đồng loạt nghĩ rằng đây chính là nhà tài trợ đứng đằng sau tôi. Vì khinh miệt thân phận là tình nhân của tôi, nên tất nhiên chẳng có thành viên nào trong gia đình quan tâm đến tôi cả. Tôi lên lầu lấy vali xuống, chỉ có ba tôi nói vài câu. Đây chỉ là tạm thời thôi, con cứ ra ngoài sống một thời gian nha. Chờ khi nào mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ đón con về, Ngọc Hân. Tôi cố gắng hỏi ông bằng giọng tội nghiệp nhất. Vậy con phải chờ bao lâu? Còn tùy xem tình hình thế nào đã. Những gì ba nói, ba phải giữ lời đấy nhá. Con gái cứ yên tâm. Khi tôi kéo vali rời đi, rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi người trong nhà họ Giang đều thở phào nhẹ nhõm. Tài xế đưa tôi đến căn nhà riêng của Trần Tuấn Vĩ. Ngôi nhà không quá lớn, nhưng môi trường xung quanh rất yên tĩnh, không có nhiều người làm. Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Thưa bà chủ, ông chủ đã dặn trước, bà chủ cứ thoải mái trong nhà, tối nay ông chủ sẽ trở về. Thế mà đến 8 giờ tối, tôi nhận được cuộc gọi từ Trần Tuấn Vĩ. Anh phải về nội địa để họp cuộc họp rất quan trọng, có lẽ một tuần sau anh mới quay trở lại. Nếu em cảm thấy buồn chán, cứ rủ bạn bè đi dạo phố, uống trà, đừng mãi ở trong nhà. Vậy em về căn hộ nhỏ của mình ở mấy ngày, ở đó gần khu trung tâm, đi lại cũng tiện hơn. Được rồi, khi nào trở về anh sẽ đón em. Vâng. Ngày thứ ba, sau khi mà Trần Tuấn Vĩ đi công tác, một người bạn từng làm tình nguyện viên cùng tôi gọi điện mời tôi tham gia buổi đấu giá từ thiện của giới thượng lưu. Chủ đề lần này rất thu hút tôi, đó chính là quyên góp cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc, trong đó có Tần Khả, bạn gái mới của vị hôn phu cũ. Tuy hôm nay cô ta vẫn mặc đồ vô cùng lộng lẫy, nhưng mà rõ ràng sắc mặt không được tốt cho lắm. Có vẻ việc bị đuổi xuống khỏi con tàu hôm trước ảnh hưởng đến cô ta nhiều hơn tôi tưởng. Tần Khả đã nhìn thấy tôi, chỉ cười mỉa mai một cái rồi quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Cậu nói thật chứ? Cô ta đi làm tình nhân đó. Tất nhiên là thật. Ba mẹ cô ta còn cảm thấy nhục nhã, phải đăng báo, nói thông tin cắt đứt mối quan hệ với con gái đấy. Các cậu chưa đọc báo à? Nghe nói lão già bao dưỡng cô ta gần 80 tuổi rồi, đủ làm ông cố nội của cô ta luôn. Trời đất ơi, người như vậy làm sao có thể được mời đến tham gia buổi đấu giá từ thiện nhỉ? Đúng đúng, chúng ta không nên tham gia cùng loại người thế này. Phải mời cô ta ra ngoài thôi. Không khí dần trở nên căng thẳng. Người thượng lưu mời tôi đến cũng lộ vẻ khó xử. Hay là để lần sau em tham gia nha, Ngọc Hân. Tôi không muốn làm khó ai, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không ngờ vừa bước ra cửa thì đụng vào Châu Văn Uyên. Ngọc Hân. Tôi không thèm quan tâm mà tiếp tục đi ra bên ngoài. Châu Văn Uyên nắm cổ tay tôi. Em đến đây tìm anh à? Tôi rút tay ra. Tất nhiên là không. Chuyện của em hôm nay anh mới nghe nói. Anh ta lại tiếp tục chặn đường tôi. Em trả lại số tiền đó đi, Ngọc Hân. Tại sao? Tôi không thể kiềm chế mà nở ra nụ cười lạnh lùng. 50 triệu chẳng phải là thứ anh muốn à? Ngọc Hân. Sắc mặt của Châu Văn Uyên trở nên âm u, khó chịu. Anh đã nói rồi, chỉ cần em chịu nhún nhường một lần thôi thì anh sẽ em... Nhún nhường như thế nào đây? Tôi đẩy anh ta ra thêm một lần nữa. Anh muốn tôi phải cúi đầu quỳ gối trước mặt anh, giống như một con chó, cảm ơn sự ban ơn của anh, có đúng không? Thật nực cười. Không ai biết rằng đằng sau chàng công tử hào hoa nhà họ Châu lại là kẻ thích dùng tiền và quyền lực để trả đạp người khác. Mạng tôi không đáng giá, nhưng mà tôi cũng không cam tâm để hèn mọn, mặc cho người ta sỉ nhục như thế. Bây giờ em đã mang tiếng xấu, làm việc nên nghĩ đến hậu quả. Còn trẻ như vậy mà em đã làm tình nhân cho người ta thì cả đời này danh tiếng của em sẽ bị hủy hoại đấy, Ngọc Hân. Không liên quan đến anh, đó là lựa chọn riêng của tôi. Thấy Châu Văn Uyên đổi chủ đề, tôi thấy nực cười. Anh đang cho em một lối thoát thôi, Ngọc Hân. Vậy sao? Nhưng mà tôi lại không cần lối thoát đó của anh. Tôi lách qua người Châu Văn Uyên, tiếp tục đi ra ngoài. Giọng nói của anh ta trầm thấp vang lên sau lưng. Anh chỉ cho em một cơ hội để suy nghĩ thôi. Cứ nghĩ cho kỹ rồi đến tìm anh, Ngọc Hân. Tôi bước đi và không quay đầu nhìn lại. Ngay buổi tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ chủ nhà. Ông ta yêu cầu tôi phải dọn đi ngay trong đêm. Tôi chẳng thèm cãi vã gì, thu dọn đồ đạc cá nhân và xuống lầu. Không ngờ vừa xuống đến nơi đã thấy xe của Trần Tuấn Vĩ đang chờ ở đó. Tài xế bước xuống nhận vali của tôi. Dạ thưa cô, ông chủ bảo tôi đến đón cô về. Anh ấy về rồi sao? Tuấn Vĩ đó. Ông chủ sẽ bay về vào sáng mai. Tự dưng tôi thấy mắt mình cay xè. Công việc của anh ấy đã xong xuôi cả rồi à? Ban đầu nói là đi một tuần, vậy mà bây giờ mới chỉ đến ngày thứ tư thôi. Ông chủ nói sợ cô thiệt thòi cho nên không yên tâm, để cô ở nhà một mình. Tôi không sao, công việc của anh ấy là quan trọng, đừng vì tôi mà lỡ giờ chứ. Ngồi trong xe, tâm trí tôi trở nên rối bời, không thể nào diễn tả được cảm giác phức tạp lúc này. Giống như một người bị cả thế giới ruồng bỏ, tự dưng lại sở hữu một mỏ vàng khổng lồ. Khi đến nơi ở của Trần Tuấn Vĩ, tôi vừa về phòng thì điện thoại của anh đã gọi đến. Giọng nói của người đàn ông có chút mệt mỏi vang lên. Ngọc Hân. Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Vì muốn thoát khỏi nhà họ Giang, tôi cố gắng làm xấu danh tiếng của mình. Còn anh bận rộn công việc vất vả như vậy, tôi còn không ngừng gây phiền phức cho anh. Nếu như tôi ngoan ngoãn ở nhà anh thì sẽ chẳng có những rắc rối như thế này đâu. Em xin lỗi, Trần Tuấn Vĩ. Người đàn ông có chút bất đắc dĩ. Anh không trách em, Ngọc Hân. Thôi, để ngày mai anh trở về rồi chúng ta nói chuyện sau. Sau khi tắt máy, tôi nhận được lời mời kết bạn trên WeChat là Trần Tuấn Vĩ gửi đến. Tôi lập tức chấp nhận. Trên trang cá nhân của anh có một bài đăng 3 ngày trước, chỉ có một tấm hình, đó chính là giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi. Tôi không thấy được mọi người bình luận gì ở bên dưới, chỉ thấy 2 dòng bình luận mà anh trả lời bạn bè. Đúng vậy, kết hôn rồi. Giới thiệu một chút, vợ của tôi, Giang Ngọc Hân. Buổi tối hôm đó, tôi cũng đăng một dòng trạng thái, chỉ đơn giản mấy chữ. Sắp kết hôn rồi. Có rất nhiều người để lại bình luận hỏi thăm. Có một người còn gọi điện cho tôi. Nhưng khi tôi nghe máy, lại là giọng nói của Châu Văn Uyên. Sao thế? Đã nghĩ thông suốt rồi à? Tôi đã nói sẽ cho em một cơ hội, nhưng mà tôi chưa nói sẽ cưới em nha. Tôi không nhịn được mà cười khẽ. Thì tôi cũng đâu có nói chú rể là anh đâu, Châu Văn Uyên. Vậy là em định lấy lão già kia sao? Em tự hạ thấp mình đến như vậy à? Em thà chấp nhận làm vợ bé của một người đã có gia đình. Còn... Nghe đến đây tôi lập tức tắt máy, chặn số. Đêm đó trong lòng tôi rối bời, có quá nhiều suy nghĩ ập đến, làm cho tôi không thể nào ngủ yên. Cứ trằn trọc mãi đến lúc gần sáng mới mệt quá mà thiếp đi. Có lẽ do quá mệt tôi ngủ rất say, đến mức khi mà Trần Tuấn Vĩ về nhà tôi cũng không biết. Mở mắt ra tôi thấy một bóng dáng bước ra từ phòng tắm. Tôi sợ đến mức suýt nữa hét toáng lên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là anh đây, Ngọc Hân. Anh là Trần Tuấn Vĩ đây, đừng sợ. Tôi giữ chặt trái tim đang đập loạn xạ vì sợ hãi của bản thân, mặt vẫn còn tái nhợt. Trần Tuấn Vĩ ôm tôi vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng. Thở chậm thôi, đừng lo lắng, thả lỏng ra. Không sao đâu, Ngọc Hân. Tôi dựa người vào lồng ngực của anh, phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại. Khi đã ổn định rồi, tôi chợt nhận ra tôi đang mặc chiếc váy ngủ bằng lụa, còn Trần Tuấn Vĩ vừa tắm xong, nửa trên không mặc áo, chỉ mặc ở bên dưới chiếc quần ngủ. Em ổn rồi. Mặt tôi đỏ tía tai, nhỏ giọng nói xong thì nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh. Xin lỗi, đã làm em sợ rồi. Anh chỉnh lại mái tóc rối của tôi. Tại sao ngủ lâu thế? À, tối qua em bị mất ngủ. Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm, bởi vì chiếc váy ngủ quá mỏng, mà tôi thì không thích mặc áo trong khi đi ngủ. Ban nãy tôi bị anh ôm thật chặt vào trong lòng, tôi dựa sát vào lồng ngực của anh. Hai chúng tôi chỉ cách nhau một lớp vải rất mỏng manh. Mặt tôi nóng ran như đang phát sốt. Một cảm giác tê dần dần, giống như máu nóng đổ dồn lên mặt tôi. Tôi cầm chăn định cuốn cơ thể mình lại, nhưng mà lại cảm thấy giống như đang che đậy một điều gì đó không cần thiết. Lúc tôi còn đang lúng ta lúng túng, Trần Tuấn Vĩ đã đỡ tôi nằm xuống. Ngủ thêm một chút đi, dù sao thì cũng sắp trưa rồi, ngủ dậy ăn trưa luôn. Anh rất tự nhiên đắp chăn cho tôi. Anh ra ngoài làm việc đây, lát nữa sẽ vào gọi em. Nhìn Trần Tuấn Vĩ rồi đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ thở ra một hơi. Ban ngày thì không sao, phần lớn thời gian anh đều bận việc ở trong phòng làm việc. Nhưng mà đến 9 giờ tối, khi mà anh quay trở về phòng ngủ chính, rõ ràng là không có ý định rời đi nữa. Thực ra tôi đã nghĩ đến chuyện thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sau hôn nhân. Dù sao thì đó là lời hứa của tôi từ trước, rằng tôi sẽ phối hợp mọi nhu cầu anh đưa ra. Tôi nhìn Trần Tuấn Vĩ bước ra từ phòng tắm, có chút do dự, cuối cùng thì nhẹ nhàng lên tiếng. Tối nay anh ngủ ở đây à? Trần Tuấn Vĩ nhìn tôi một cái, chẳng nói gì. Tâm trí tôi trở nên rối bời, nghĩ rằng có lẽ anh chỉ cần một người vợ trên danh nghĩa. Chắc là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, chắc anh chẳng cùng tôi lăn giường đâu. Tôi ôm gối bước xuống giường, có chút ngập ngừng. Vậy thì em ra ngủ ở ngoài phòng khách nha. Trần Tuấn Vĩ vẫn im lặng. Tôi ôm gối lên, quay lưng và bước ra ngoài. Có điều vừa đi được vài bước thì đã bị một vòng tay từ đằng sau ôm lấy. Chẳng phải em đã nói em sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp với nhu cầu của anh sao? Trần tiên sinh. Lưng tôi dán chặt vào lồng ngực săn chắc của anh. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp trái tim mạnh mẽ trên lồng ngực anh. Nhiệt độ từ da thịt của Trần Tuấn Vĩ dường như tăng lên, làm tôi cảm thấy bản thân bị đốt cháy, đầu óc thì quay cuồng. Trần Tuấn Vĩ cúi đầu, ngón tay khẽ gạt mái tóc mềm mại quanh cổ tôi. Bây giờ em là vợ của anh rồi, Ngọc Hân. Tôi dựa cơ thể vào lòng anh, nhẹ nhàng nhắm mắt, cả người đã mềm nhũn để mặc anh bế lên giường, đặt lên chiếc giường êm ái. Khi mà anh cúi xuống hôn tôi, ngón tay tôi nắm chặt cánh tay anh, trái tim đang đập điên cuồng, cảm giác thiếu oxy. Nụ hôn trở nên đứt quãng, không liền mạch. Nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với anh. Trần Tuấn Vĩ xoa xoa gương mặt đỏ bừng của tôi. Khi mà nhịp tim tôi dần dần ổn định lại, anh mới tiếp tục bước tiếp theo. Có vài lần tôi thực sự nghĩ mình sắp ngạt thở rồi. Trần Tuấn Vĩ lúc nào cũng biết cách kiềm chế, kịp thời dừng lại cho tôi thở một chút. Tôi cảm nhận những thớ cơ bắp trên cơ thể anh căng chặt và hơi run rẩy nhẹ nhẹ. Những giọt mồ hôi trên trán anh rơi xuống, chạm vào lồng ngực tôi, nóng đến bỏng rát. Nhịp tim của anh đập dữ dội, hơi thở dồn dập. Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng mà dường như Trần Tuấn Vĩ còn khó chịu hơn cả tôi. Ngọc Hân. Giọng anh khàn khàn, cúi xuống hôn lên má tôi. Đã đỡ hơn chưa? Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu. Ánh mắt tôi trở nên mơ hồ từ bao giờ. Hai tay bất giác cuốn chặt cổ anh, như muốn đẩy ra, nhưng cũng giống như đang đón nhận. Trong đôi mắt của Trần Tuấn Vĩ là ngọn lửa đầy dục vọng. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thậm chí có ảo giác rằng Trần Tuấn Vĩ thích tôi. Ngọc Hân. Anh cúi xuống, sức mạnh dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi dường như có 2 giây mất ý thức, nhưng không hề đau đớn như những lần lên cơn đau tim trước đây. Ngược lại, cảm giác giống như tôi đang trôi bồng bềnh giữa những đám mây mềm mại. Cho đến khi mà Trần Tuấn Vĩ gọi tôi tỉnh lại. Em có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Tôi lắc đầu, chỉ khẽ đưa tay ôm lấy eo anh. Phụ nữ thường có xu hướng phụ thuộc với người đàn ông đầu tiên đã lấy đi sự trong trắng của cuộc đời mình. Hình như là sau màn ân ái cuồng nhiệt ngày hôm nay, tôi có xu hướng ỷ lại vào Trần Tuấn Vĩ. Người đàn ông ôm tôi thật chặt vào trong lòng. Nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm nha, anh nói, ngón tay chạm nhẹ lên lồng ngực tôi. Tim em có khó chịu không? Cũng ổn. Tôi nhớ lại những lần phải dừng lại giữa chừng, không nhịn được nhỏ giọng lên tiếng. Anh có thấy khó chịu không? Những lúc phải dừng lại đó, Trần Tuấn Vĩ. Người đàn ông nâng mặt tôi lên, hôn xuống, giọng khàn khàn. Nếu em còn tiếp tục hỏi nữa, anh thực sự khó chịu và không cho em đi ngủ đâu đấy. Đừng mà. Được rồi, anh trêu thôi, sẽ không làm tiếp. Nhưng anh vẫn không chịu buông tôi ra. Anh chỉ muốn hôn Ngọc Hân thôi. Tôi không nói gì nữa, ngoan ngoãn cho anh hôn. Trong đầu tôi lúc này đang mơ màng suy nghĩ, mỗi khi mà anh gọi tôi Ngọc Hân một cách ngọt ngào, dường như trong giọng nói có chút gì đó chiều chuộng vô cùng. Thế nhưng anh là người nghiêm túc, tự chủ như vậy. Có lẽ chỉ là trong những lúc thế này, ở trên giường ân ái, mới gọi tôi ngọt ngào như thế thôi. Tôi không có cơ hội để kiểm chứng suy nghĩ của bản thân, bởi vì sáng sớm hôm sau, Trần Tuấn Vĩ đã ra ngoài từ rất sớm. Tôi biết anh là người bận rộn, đứng ở vị trí cao vút như anh, chuyện lớn chuyện nhỏ nhiều vô kể. Tôi ngoan ngoãn ở nhà, cố gắng không gây thêm phiền phức cho Trần Tuấn Vĩ. Dù không ra ngoài, nhưng mà cuộc sống lại rất bình yên và tĩnh lặng. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 21 năm tôi cảm nhận sự bình yên, hạnh phúc. Lúc thời gian trôi qua, không còn lo sợ bị gia đình coi như món hàng đem đi trao đổi, không còn buồn bã vì sự thiên vị của ba mẹ và người thân. Không cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần làm những điều khiến cho mình hạnh phúc là được rồi. Tôi thậm chí còn chơi lại cây đàn piano mà tôi bỏ dở nhiều năm, mua khóa học vẽ trực tuyến và bắt đầu học vẽ sơn dầu. Cuộc sống không ra khỏi nhà đầy êm đềm, thư thái. Cứ như vậy kéo dài gần một tuần. Một buổi chiều, Trần Tuấn Vĩ đột nhiên gọi điện cho tôi, nói rằng tối nay có buổi tiệc và muốn tôi tham gia. Anh đã chuẩn bị sẵn váy, trang sức. Lát nữa sẽ có một đội ngũ trang điểm đến nhà lo cho tôi. Tối nay anh sẽ đến chứ? Anh xong việc sẽ qua tìm em. Là tiệc gì vậy? Không đi có được không? Đây là buổi tiệc từ thiện, quyên góp cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Anh nghĩ em sẽ muốn đi đấy. Tôi không khỏi xúc động. Lần trước khi mà Tần Khả tung tin đồn ác ý về tôi đã không thể nào tham gia buổi quyên góp từ thiện cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Hóa ra Trần Tuấn Vĩ vẫn còn nhớ chuyện đó. Vì bản thân sinh ra đã có vấn đề liên quan đến tim, cho nên tôi luôn quan tâm đến chuyện của những đứa trẻ kia. Tôi vẫn nhớ, sau khi mà đính hôn với Châu Văn Uyên, tôi vẫn kiên trì đi làm tình nguyện hàng tháng. Tôi thường đến thăm các em bé bị bệnh hoặc khuyết tật ở các trại trẻ mồ côi. Châu Văn Uyên đã từng mỉa mai tôi. Em làm mấy chuyện đánh bóng tên tuổi cũng thuần thục đấy. Nhưng anh ta đâu biết, tôi không phải vì đánh bóng tên tuổi, vì danh tiếng của mình. Chỉ là vì bản thân đã từng chịu khổ nên tôi muốn giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn giống như tôi trước kia. Tất nhiên là em sẽ tham gia rồi. Có điều nếu tối nay anh đến, chuyện của chúng ta sẽ không thể nào giấu được nữa, Tuấn Vĩ. Tôi muốn hỏi anh, liệu chuyện này có gây phiền phức gì cho anh không? Hay là ảnh hưởng xấu gì không? Ngay từ đầu, người muốn tạm thời không công khai là em, chứ không phải là anh, Ngọc Hân. Tôi cầm điện thoại lầm bầm. Trần Tuấn Vĩ, em không hiểu tại sao anh... Tôi muốn hỏi, tại sao anh lại đồng ý với tôi? Tại sao anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu chuyện kết hôn của tôi và anh? Và tại sao lại là tôi? Khi nào về nhà, anh sẽ trả lời em. Khi tôi đến buổi tiệc, không tránh khỏi những ánh mắt lạ lẫm đổ dồn về phía mình. Điều làm cho tôi ngạc nhiên đó chính là Nếu đây là buổi tiệc từ thiện mà Trần Tuấn Vĩ tham dự, chắc chắn là một sự kiện có quy mô lớn. Nhà họ Châu đương nhiên có thể tham gia, nhưng nhà họ Giang thì không thể nào. Thế mà tôi lại thấy Châu Văn Uyên và cả người nhà họ Giang có mặt ở đây. Khi tôi bước đến, người nhà họ Giang đang vây quanh Châu Văn Uyên tỏ vẻ thân thiết. Còn chị gái ruột của tôi, Giang Lam, nhìn Châu Văn Uyên bằng đôi mắt vừa e thẹn vừa cháy bỏng. Ngọc Hân, em cũng có mặt ở đây sao? Giang Lam tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên. Bà Giang lập tức bước tới chỗ tôi, khuôn mặt lạnh lùng. Mày không biết đây là sự kiện gì sao, Ngọc Hân? Mày đến đây để làm trò cười à? Mày để người ta nghĩ gì về nhà họ Giang chúng ta nào? Tôi nhìn người phụ nữ quý phái, tao nhã trước mặt, trong lòng không còn một chút nào dao động. Chẳng phải là chúng ta đã đăng báo cắt đứt mối quan hệ rồi sao, bà Giang? Cho nên tôi không còn liên quan gì đến nhà họ Giang các người nữa. Tôi có mất mặt hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhà họ Giang của bà. Thế nhưng mày vẫn đang mang họ Giang. Ai ở Hương Cảng này mà không biết? Mày là con gái của tao. Vậy bà muốn tôi phải làm thế nào đây? Mày hãy rời khỏi Hồng Kông đi, để người chống lưng cho mày đưa mày ra nước ngoài, hoặc mày đến Philippines mà sống. Chẳng phải là ba đã hứa với tôi rằng khi nào mọi chuyện qua đi sẽ cho tôi về nhà sao? Bà Giang nhìn tôi giống như đang nhìn một con ngốc. Mày đang mơ mộng hão huyền cái gì thế? Gia phả của nhà họ Giang đã xóa tên mày rồi. Thật ư? Tất nhiên là thật. Vậy có nghĩa là bất kể về mặt pháp lý hay mối quan hệ huyết thống, tôi và Giang gia đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, đúng không? Đúng vậy. Tốt lắm. Tôi quay người nhìn xung quanh. Những lời bà Giang vừa nói chắc là tất cả mọi người đã nghe rõ. Tốt nhất là mày nên rời khỏi đây, Giang Ngọc Hân. Cần gì phải làm cho mọi chuyện ầm ĩ, mất mặt như vậy chứ? Giang Lam thì giả vờ dịu dàng. Công tử nhà họ Châu cũng đang ở đây, đừng để người khác phải cười nhạo chứ, Ngọc Hân. Lúc này Châu Văn Uyên cũng lên tiếng. Chẳng phải em nói rằng em sắp kết hôn sao, Ngọc Hân? Châu thiếu gia, người ta ở Philippines có vợ có con rồi, tình nhân ở khắp nơi trên thế giới, làm sao có thể cưới cô ta được? Vậy hóa ra bài đăng trên trang cá nhân của em hôm đó là giả sao? Tôi vừa định nói gì đó, Châu Văn Uyên đã bước tới, nắm chặt cánh tay tôi. Giang Ngọc Hân, anh hỏi em thêm một lần nữa, em... Anh ta còn chưa kịp nói xong thì tự dưng khán phòng trở nên im ắng. Trần tổng đến rồi. Sao Trần tổng lại tham gia buổi tiệc nhỏ nhoi thế này? Tôi làm sao mà biết, nhưng mà tối nay thật đáng giá được gặp Trần tổng bằng xương bằng thịt này. Sao Trần tổng lại đi về phía này nhỉ? Trời đất ơi, Trần tổng thực sự đi về phía tôi kìa. Có phải là anh ấy nhìn tiểu thư nhà họ Giang không? Là Giang Lam à? Dường như nghe thấy những lời bàn tán đó, gương mặt của Giang Lam đỏ bừng lên. Bà Giang cũng không giấu nổi sự vui mừng. Tôi quay đầu nhìn Trần Tuấn Vĩ. Người đàn ông mặc bộ vest màu đen sang trọng, trông nghiêm nghị khó gần. Trong khoảnh khắc này tôi không khỏi có chút bối rối. Người đàn ông mà trước đây tôi chỉ thấy trên TV, báo chí, giờ đây đã là chồng tôi rồi. Anh đã hôn tôi rất nhiều lần. Anh gọi tôi ngọt ngào là Ngọc Hân. Anh đối xử với tôi vô cùng dịu dàng, như một người chồng đối xử tốt với vợ của mình. Trần Tuấn Vĩ cất tiếng. Ngọc Hân. Lần đầu tiên anh gọi tên tôi trước mặt tất cả mọi người. Không phải là Giang Ngọc Hân, mà là gọi một cách thân mật, gần gũi, Ngọc Hân. Nụ cười trên gương mặt của Giang Lam trở nên kỳ quái, méo mó. Cô ta đứng hình. Bà Giang cũng sững sờ từ lâu. Châu Văn Uyên thì càng trở nên bối rối hơn. Tôi hất mạnh tay của anh ta ra, đôi mắt hơi đỏ, mang theo chút tủi thân. Trần Tuấn Vĩ. Người đàn ông bước qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt tôi. Chiếc váy hôm nay em mặc rất xinh đẹp, trang điểm cũng rất hợp với em, trông em rất quyến rũ. Tuấn Vĩ, Tôi vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Khi mà những giọt nước mắt của tôi sắp rơi xuống, Trần Tuấn Vĩ ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng ôm tôi vào trong lòng. Được rồi, anh chỉ trễ có vài phút mà em đã bị người ta bắt nạt rồi. Khi Trần Tuấn Vĩ nói ra chữ bắt nạt, ánh mắt của anh lướt qua mọi người với cái nhìn lạnh lẽo. Mặt bà Giang thì tái nhợt. Giang Lam theo phản xạ lùi lại, đứng đằng sau lưng của mẹ mình. Ánh mắt của Trần Tuấn Vĩ cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Châu Văn Uyên. Châu thiếu, ban nãy anh và vợ tôi đang nói chuyện gì thế? Hai chữ vợ tôi Trần Tuấn Vĩ nói ra giống như một quả bom oanh tạc cả khán phòng. Đám đông im lặng bỗng chốc bùng lên những tiếng xì xào bàn tán không thể nào kiềm chế. Châu Văn Uyên dường như vẫn chưa tin được, anh ta ngơ ngác. Vợ ư? Đúng vậy, Giang Ngọc Hân là vợ của Trần Tuấn Vĩ tôi. Lời nói của anh vừa dứt, bà Giang giống như tỉnh ngộ, vội vàng bước đến bên cạnh tôi, thân mật kéo tay. Còn đúng là đứa trẻ này hư quá đi mất. Chuyện vui như vậy, tại sao con không nói cho mẹ biết sớm, Ngọc Hân? Tôi lập tức đẩy tay bà ta ra. Bà Giang, hình như tôi đã không còn là người của nhà họ Giang nữa rồi cơ mà. Bà Giang sững sờ vội vàng đáp. Mẹ con ruột thịt làm gì có chuyện thù hận lâu dài. Chỉ cần mẹ con chúng ta nói rõ với nhau là được mà. Tôi lắc đầu. Không có gì để nói cả. Tôi và nhà họ Giang không còn một chút nào liên quan. Gia phả đã chứng minh điều đó rõ ràng. Bà Giang lo lắng đến toát cả mồ hôi, lại quay sang nhìn Trần Tuấn Vĩ bằng đôi mắt cầu cứu. Trần tổng, ngài xem đi, Ngọc Hân nó còn trẻ người non dạ, vẫn giận dỗi với tôi đấy. Tôi sẽ nghe theo những lời vợ tôi nói. Trần Tuấn Vĩ ôm tôi, giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô ấy nói không còn liên quan gì đến nhà họ Giang, thì tức là không còn liên quan nữa. Bà Giang trông giống như là vừa chịu một đòn nặng nề, sắc mặt tái nhợt, tay chân run rẩy dữ dội. Trần Tuấn Vĩ nói thêm. Bà Giang, theo như tôi biết, suốt 10 năm qua, nhà họ Giang chưa từng đóng góp một đồng xu nào cho các hoạt động từ thiện. Bà ta nghe như vậy, lập tức toát mồ hôi như đang tắm, cả cơ thể cứng đơ, muốn bào chữa gì đó nhưng lại không thể nào thốt nên lời. Chưa từng quyên góp một xu. Vậy mà mỗi lần có bữa tiệc từ thiện, nhà họ Giang đều chen vào để làm cái gì? Để đánh bóng tên tuổi chứ còn gì nữa. Thật đúng là vô liêm sỉ. Mọi người xung quanh tiếp tục bàn tán xôn xao. Bà Giang không thể nào chịu nổi áp lực, đã dẫn Giang Lam rời đi trong sự bẽ bàng và nhục nhã. Trần Tuấn Vĩ vòng tay sang ôm tôi. Chúng ta cũng về thôi, Ngọc Hân. Nhưng mà em vẫn còn chưa quyên góp cho các bạn nhỏ. Em... Tôi khẽ nhắc nhở. Người đàn ông cúi xuống hôn nhẹ môi tôi. Thư ký của anh đã lo liệu xong xuôi rồi. Đêm hôm đó, lúc tôi và Trần Tuấn Vĩ đang ân ái mặn nồng ở trên giường, trong không gian mờ tối, tôi cảm thấy cơn chóng mặt dần dần tăng lên. Trái tim em sắp không thể nào chịu được nữa rồi. Cảm giác thiếu oxy quen thuộc ập đến. Tôi nắm chặt cánh tay Trần Tuấn Vĩ, nghiêng đầu cố gắng hít thở thật sâu. Anh cúi xuống, trán anh chạm nhẹ trán tôi. Tôi cảm nhận được anh đang rất khó chịu khi mà thấy tôi như vậy, nhưng cơ thể tôi dường như chẳng thể làm gì tốt hơn được. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Em thở đều vào, Ngọc Hân. Hay là anh cưới một người vợ khác khỏe mạnh hơn đi, Trần Tuấn Vĩ. Ngọc Hân. Ánh mắt của anh trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Trên đời này không thiếu những người phụ nữ khỏe mạnh, nhưng mà em thế nào cơ? Anh khẽ gạt những sợi tóc dính trên trán tôi ra. Trong mắt anh, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Nếu cơ thể không tốt, chúng ta từ từ chữa trị, từ từ chăm sóc. Hồng Kông mà không chữa được thì chúng ta đến Bắc Kinh, Thượng Hải. Vẫn không được nữa thì anh sẽ đưa em ra nước ngoài. Vậy vẫn không chữa khỏi được thì phải làm sao? Trần Tuấn Vĩ cúi xuống nhẹ nhàng hôn tôi. Vậy thì anh sẽ tu thân, không màng đến chuyện khác, chuyên tâm lo lắng cho gia đình và đất nước. Tết Nguyên đán sắp đến, Trần Tuấn Vĩ cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Anh dẫn tôi đến Bắc Kinh một chuyến, nơi mà theo lời đồn đại có những chuyên gia hàng đầu về tim mạch. Lúc đi kiểm tra tôi đã vô cùng căng thẳng. Chúng ta cứ làm hết sức mình, còn lại cứ để số phận quyết định. Trần Tuấn Vĩ như thường lệ giúp tôi chỉnh lại tóc. Đi thôi, anh sẽ chờ em ở đây. Em cứ bình tĩnh, có anh chờ em mà. Sau khi làm xong mọi xét nghiệm chi tiết và chuyên sâu, bác sĩ già với mái tóc bạc trắng nhìn tôi cảm thán. Tôi đã xem kỹ báo cáo và kết quả xét nghiệm của cô rồi. Trường hợp của cô là mắc loại bệnh tim bẩm sinh không quá nghiêm trọng. Nếu hồi nhỏ có thể phẫu thuật can thiệp kịp thời, thì bây giờ cô đã hoàn toàn khỏe mạnh như một người bình thường rồi. Tôi thực không dám tin, nhìn chằm chằm bác sĩ, liên tục lắc đầu. Bác sĩ, ông có đang nhầm lẫn gì không? Từ nhỏ đến lớn, gia đình tôi luôn nói rằng bệnh tim của tôi không thể nào chữa được. Họ đã đưa tôi đến rất nhiều bệnh viện, và tất cả bác sĩ đều nói cùng một câu như thế. Cuối cùng thì họ không muốn đưa tôi đến bệnh viện nữa. Tôi cũng không muốn nghe thấy mình bị tuyên án tử hình hết lần này đến lần khác. Họ bảo tôi chỉ còn cách nuôi dưỡng, chăm sóc cẩn thận thì tôi sẽ sống được, trưởng thành được. Và tất cả những điều đó là nhờ có họ chăm sóc. Trần Tuấn Vĩ ôm tôi thật chặt. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã khóc từ bao giờ, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Họ đã lừa em, có đúng không? Tại sao họ lại lừa em? Tại sao có thể đối xử với em như vậy chứ? Nếu không muốn chữa bệnh cho em, họ có thể bỏ em, gửi em đến chỗ khác. Tại sao lại nhẫn tâm lừa em suốt bao nhiêu năm như vậy chứ? Em đừng nghĩ về những điều đó nữa, Ngọc Hân. Quan trọng nhất là em có thể khỏe lại. Điều đó quan trọng hơn tất cả mọi chuyện, em hiểu chưa? Em chỉ là không thể nào hiểu nổi tại sao... Em không hiểu được thì em đừng suy nghĩ những điều vô nghĩa nữa. Trần Tuấn Vĩ ôm tôi chặt hơn. Chúng ta hãy nhìn về phía trước, đừng quay đầu lại, được không? Mùa xuân đến, Trần Tuấn Vĩ quay lại đón tôi trở về Hồng Kông. Lúc đó tôi đã xuất viện an toàn và sức khỏe đang dần dần hồi phục rất tốt. Vài ngày trước, ông nội Trần Tuấn Vĩ lâm vào tình trạng nguy kịch. Anh phải về Hồng Kông ngay trong đêm để đến bệnh viện. Khi mà ông cụ vượt qua cơn nguy kịch và sức khỏe ổn định, anh mới yên tâm mà đến đón tôi. Hai người đã không gặp nhau trong suốt nửa tháng. Lúc này người đàn ông bước xuống xe, anh không tiến đến gần tôi. Chúng tôi đã hẹn trước, lần này gặp lại tôi sẽ chạy đến bên cạnh anh, giống như bất kỳ cô gái khỏe mạnh nào trên đời này. Anh đứng đó dang rộng tay chờ đợi tôi. Tôi nắm tà váy chạy xuống bậc thang, băng qua vườn cây xanh mướt với những chồi non, nhẹ nhàng chạy trong làn gió xuân. Lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời, tôi mới được chạy thỏa thích như thế này. Ngay cả cơn gió xuân se lạnh cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi ào vào trong vòng tay của Trần Tuấn Vĩ, không màng một điều gì nữa, ôm lấy bóng dáng đã nhung nhớ bấy lâu nay. Ngẩng mặt lên, tôi muốn hôn anh một cái, nhưng hôm nay tôi đeo giày bệt, còn anh thì quá cao, cuối cùng chỉ có thể kiễng chân. Người đàn ông đã chủ động cúi xuống đón nhận nụ hôn của tôi. Đã gần một năm kể từ khi mà tôi cùng với Trần Tuấn Vĩ kết hôn. Đêm đó, lần đầu tiên tôi thấy anh buông thả chính mình. Anh hôn lên vết sẹo trên lồng ngực tôi, là vết tích do ca phẫu thuật. Nó vẫn còn vô cùng rõ ràng và có phần xấu xí. Tôi thực sự không muốn anh nhìn thấy nó, định giơ tay che lại, nhưng Trần Tuấn Vĩ không đồng ý. Anh có thấy nó rất xấu xí không? Không đâu, vẫn đẹp như đêm đầu tiên đó. Vậy hóa ra ngay từ đầu anh đã nhắm đến em rồi. Còn sớm hơn em nghĩ cơ. Vậy lúc nào? Hay là anh gặp em từ trước rồi sao? Em chắc chắn muốn ôn lại chuyện cũ với chồng mình và lúc đang ân ái trên giường sao, Ngọc Hân? Người đàn ông giữ chặt tay tôi rồi cúi xuống một lần nữa. Tôi lại dùng chiêu cũ. Không ổn rồi, em chóng mặt quá, không thở được. Trần Tuấn Vĩ không còn tin nữa. Thế nhưng anh vẫn dừng lại, giống như mọi thứ tôi nói anh đều tin, trong khi anh đang vô cùng mãnh liệt muốn tôi. Trái tim tôi đập nhanh, chỉ là không còn đau đớn như trước. Trong lồng ngực còn những cảm xúc mãnh liệt không thể nào kiềm chế mà thôi. Tôi chủ động ôm Trần Tuấn Vĩ, khẽ cắn vào cằm anh. Anh không cần phải lo lắng cho sức khỏe của em nữa. Từ bây giờ anh muốn làm gì thì cứ làm, muốn bao lâu thì sẽ là bấy nhiêu lâu. Tôi đã thấy anh nghiêm túc khi phát biểu trong những hội nghị ở Vịnh Lớn, cũng từng thấy anh tham gia các cuộc họp quốc tế trong văn phòng, thấy anh thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Quảng Đông. Lúc ở nhà anh có lúc thoải mái, thân thiện, thậm chí người giúp việc trong nhà còn dám vui đùa với anh vài câu. Nhưng chỉ cần anh ngưng cười, mọi người xung quanh lập tức im lặng, không dám thốt lên một lời nào nữa. Còn lúc này đây, đang ân ái cùng tôi ở trên giường, trong đôi mắt của Trần Tuấn Vĩ là những khao khát rõ ràng, là sự chiếm hữu mạnh mẽ. Anh buông thả cơ thể trong niềm đam mê, cùng tôi chìm đắm trong vòng xoáy của tình yêu mãnh liệt. Trong niềm vui không hồi kết, dường như Trần Tuấn Vĩ còn say đắm, nhiệt tình hơn tôi nữa. Trước đây tôi không hiểu tại sao người thân của mình lại đối xử với mình như thế. Sau này tôi nhận ra, những khổ đau, tủi nhục trong suốt 21 năm cuộc đời là để tôi có thể gặp được người đàn ông ưu tú như Trần Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ, anh có phải chính là... Đây là lần đầu tiên tôi lên tiếng hỏi, nhưng mà chưa kịp nói xong câu, anh đã biết tôi muốn hỏi cái gì. Nụ hôn của anh rơi bên tai tôi, những ngón tay nóng bỏng cuốn chặt lấy tôi. Tôi nghe giọng của anh khàn khàn, đầy quyến rũ vang lên. Anh yêu em, Ngọc Hân. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phần ngoại truyện. Khi Giang Ngọc Hân 16 tuổi, cô thường dành thời gian cuối tuần và các ngày lễ đi làm tình nguyện viên. Tuổi dậy thì làm cho nhiều cô gái có chút ngượng ngùng vì sự thay đổi trên cơ thể. Nhưng Ngọc Hân thì khác, cô đã sớm trở nên vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Do bệnh tật dày vò từ nhỏ, cô vốn là người sống khép kín. Điều này làm cho cô càng trở nên ít hòa đồng hơn với mọi người. Lần đầu tiên Trần Tuấn Vĩ gặp Giang Ngọc Hân là khi mà anh theo ông nội đến nhà thờ cầu nguyện. Giang Ngọc Hân là tình nguyện viên, cô đưa những đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi tham gia đội hợp xướng. Khi những đứa trẻ đứng đó hát, cô mặc chiếc váy trắng, ngồi đánh đàn piano. Lúc chụp hình sau buổi hợp xướng, cô lẽ ra phải đứng giữa, nhưng lại bị người ta đẩy sang một góc khuất. Cô cũng không tranh giành, lặng lẽ đứng ở vị trí khiêm tốn ở hàng sau chụp hình. Không ai để ý đến chi tiết nhỏ này, nhưng mà ông nội tự dưng lại nói với Trần Tuấn Vĩ: "Con nhìn cô bé đánh đàn piano kia, còn nhỏ tuổi mà có vẻ rất điềm tĩnh." Nhớ câu nói đó mà Trần Tuấn Vĩ nhìn cô thêm vài lần nữa. Lúc này Trần Tuấn Vĩ 24 tuổi, đầy tham vọng, đang dốc sức lo cho sự nghiệp. Anh tập trung đến mức không bận tâm đến vấn đề gì khác, yêu đương gì đó lại càng không quan tâm. Lúc đó Giang Ngọc Hân để lại cho anh ấn tượng rất mờ nhạt. Có lẽ là hình ảnh cô mặc váy trông xinh đẹp thế thôi. Lần thứ hai anh gặp Giang Ngọc Hân là ở lễ đính hôn của cô cùng với Châu Văn Uyên. Bởi vì ông nội Trần có mối quan hệ thân thiết với gia đình nhà họ Châu, nên khi nhà họ Châu mời nhiều lần, anh đương nhiên phải đến tham gia. Vào lễ đính hôn đó, anh chỉ có mặt cho phải phép mà thôi. Mọi người trong bữa tiệc đều bàn tán về cô dâu, và những lời nói bóng gió chứa hai ý nghĩa. Thứ nhất, cô tiểu thư nhà họ Giang thực sự xinh đẹp, nhưng đáng tiếc sức khỏe không tốt. Thứ hai, dù là nhà họ Châu không thiếu 1 tỷ, nhưng mà với gia đình sa sút giống như nhà họ Giang, cho dù Giang tiểu thư có xinh đẹp đến đâu thì dường như nhà họ Châu vẫn cứ là chịu thiệt thòi. Nghe như vậy không hiểu sao Trần Tuấn Vĩ lại cảm thấy hứng thú. Anh nhìn lên sân khấu, Giang Ngọc Hân vẫn mặc chiếc váy trắng xinh đẹp, nhưng mà trông cô hoàn toàn không có sức sống. Cả cơ thể giống như con búp bê được trang điểm kỹ lưỡng, đôi mắt không hề có chút ánh sáng hay là sinh khí nào. Không hiểu sao, anh lại nhớ về mùa hè oi bức đó. Giọng hát ngây thơ của những đứa trẻ trong đội hợp xướng vang lên như thiên đường. Còn Giang Ngọc Hân ngồi bên cây đàn piano, dịu dàng, lặng lẽ. Lúc cô đứng ở góc cuối hàng, cô vẫn nở ra nụ cười dịu dàng, xinh đẹp. Đôi mắt của cô lúc đó đen láy, sáng long lanh và ánh lên sự trong trẻo, đáng yêu. Không thể nào ghét nổi hình ảnh đó với hình ảnh con búp bê trên sân khấu lúc này. Một người đã bị người khác thao túng, cơ thể cứng đơ, không chút sinh khí. Lúc Châu Văn Uyên cúi xuống hôn Ngọc Hân, anh không hiểu sao tự dưng quay lưng và không nhìn. Công việc của Trần Tuấn Vĩ càng ngày càng bận rộn. Thật ra thì anh rất ít khi nhớ đến người con gái mà anh chỉ gặp có 2 lần đó. Thỉnh thoảng trong những buổi họp mặt gia đình, tên Giang Ngọc Hân lại xuất hiện qua lời nói của những người chị em họ. Nói thật thì cô gái đó cũng đáng thương. Trước đây là bị nhà mẹ đẻ bán đi, rồi bây giờ lại bị thiếu gia nhà họ Châu lạnh nhạt. Đúng đấy, ngày đầu đính hôn 2 năm rồi mà thiếu gia nhà họ Châu chưa từng đặt chân đến nhà họ Giang một lần nào. Tôi nghĩ đám cưới này chắc là không thể diễn ra được. Thế tại sao thiếu gia nhà họ Châu lại đồng ý đính hôn với cô gái ấy ngay từ đầu nhỉ? Nếu nói là vì nhan sắc thì tại sao sau khi đính hôn lại bỏ rơi cô ấy chứ? Trần Tuấn Vĩ đứng sau bụi cây rậm, bật chợt nín thở. Anh tiếp tục lắng nghe mọi người bàn tán. Tôi có nghe một tiểu thư là họ hàng xa của nhà họ Châu nói, ban đầu Châu thiếu gia đúng là có chút tình cảm với Ngọc Hân. Vì thế khi mà nhà họ Giang đòi hỏi quá cao, anh ta cũng chấp nhận hết. Nhưng nghe nói Giang tiểu thư bề ngoài tuy ốm yếu, đời tư lại không đàng hoàng. Không thể nào, tôi đã gặp Giang Ngọc Hân nhiều lần, chúng tôi thường xuyên cùng nhau làm tình nguyện. Trông cô ấy rất hiền lành mà. Là Giang Lam, chị ruột cô ấy, vô tình để lộ chuyện này. Chắc không phải là tin đồn đâu. Thế cụ thể không đàng hoàng thế nào? Hình như lúc cô ấy 16 tuổi, có qua lại với rất nhiều chàng trai. Trước khi đính hôn với Châu thiếu gia, còn hẹn hò với người đàn ông khác trong khách sạn. Nhà họ Giang đã phải bỏ ra rất nhiều tiền dập tắt chuyện này sau lễ đính hôn đó. Thử nghĩ mà xem, thiếu gia nhà họ Châu cao ngạo như vậy, làm sao nuốt nổi cục tức này? Bỏ rơi Ngọc Hân là đúng thôi. Thế tại sao không hủy hôn cho rồi? Chắc là trong lòng anh ta thực sự vẫn thích Giang Ngọc Hân, nhưng bị vướng bận chuyện kia nên cảm thấy mâu thuẫn, không biết nên buông hay là nên kết hôn. Tôi vẫn không tin Giang Ngọc Hân có thể làm ra những chuyện không đứng đắn đó. Các cô nói hẹn hò trong khách sạn, vậy có bằng chứng gì không? Có hình đấy, để tôi tìm cho mà xem. Là anh họ đấy à? Chào anh họ. Trần Tuấn Vĩ đột ngột bước ra khỏi đùm cây, khiến cho mấy cô gái giật mình, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Khuôn mặt của anh lúc đó có lẽ không mấy dễ chịu. Không khí trong khu vườn đang ồn ào thì bỗng chốc trở nên yên lặng đến đáng sợ. Đã làm xong bài tập chưa? Mọi người ngồi đây nói linh tinh về người khác như thế này sao? Gia phong của nhà họ Trần là vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là với các cô gái thì việc giáo dưỡng lại càng khắt khe hơn. Mấy cô gái nhỏ rảnh rỗi tụ tập với nhau để nói chút chuyện phiếm thì không sao, nhưng mà những gì họ nói hôm nay thật sự quá trớn rồi. Nếu để cho các bậc tiền bối nghe được, chắc chắn gia pháp sẽ được áp dụng. Mọi người đều hoảng sợ đến mức gần như bật khóc. Trần Tuấn Vĩ mắng thêm vài câu, cho đến khi mà từng người lau nước mắt và thề rằng không bàn tán về người khác nữa, anh mới quay lưng rồi đi. Những ngày sau đó, tâm trạng của Trần Tuấn Vĩ không được tốt cho lắm. Cuối tuần, anh hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, liền cùng ông nội đến nhà thờ. Thế mà không ngờ anh lại gặp được Giang Ngọc Hân. Giang Ngọc Hân vẫn mặc chiếc váy trắng đơn giản, cô ngồi đệm đàn piano chọn lũ trẻ. Nhưng lúc này trông cô gầy hơn một chút, đôi mắt dường như lúc nào cũng phủ lên một lớp sương mù u buồn. Giang Ngọc Hân đánh sai một nốt, cô hoảng loạn đến mức mặt mày tái nhợt, tiếng đàn cũng dừng lại. Có người không nể mặt mà trách mắng cô cúi đầu ngồi đó, trông giống như sắp khóc, vậy mà cuối cùng lại không khóc. Những nốt nhạc tiếp theo không cả một chút nào sai sót nữa. Trần Tuấn Vĩ không ngừng nhìn về phía cô, trong lòng thậm chí còn suy nghĩ, nếu như giọt nước mắt trên mắt cô rơi xuống, anh chắc chắn sẽ đứng dậy và bước đến bên cạnh cô. Thế mà cuối cùng cô không khóc. Lúc rời đi, anh không thể nào kìm lòng mà quay lại. Anh lặng lẽ đi tìm mục sư, nhờ mục sư chuyển lời cho Giang Ngọc Hân. Em mặc váy trắng, đánh đàn piano, trông rất xinh đẹp. Hy vọng rằng em có thể vui vẻ hơn. Sau đó, tại buổi tiệc lớn của giới thượng lưu trên du thuyền, vì một quyết định thoáng qua mà dẫn đến nhân duyên cả đời. Khoảnh khắc Trần Tuấn Vĩ tháo khuy áo của cô ra, thực ra anh đã quyết định, cho dù phải trả giá lớn đến đâu, anh chắc chắn phải đưa cô rời xa Châu Văn Uyên và cưới cô về nhà. Không ngờ cô lại chủ động nói với anh rằng cô muốn trở thành vợ anh. Trần Tuấn Vĩ lúc ấy phải kìm nén nhịp tim đang đập dồn dập, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để đưa ra điều kiện của bản thân. Trong 3 ngày anh muốn cùng cô đăng ký kết hôn. Khoảnh khắc Giang Ngọc Hân đồng ý, anh vui sướng muốn nhảy cẫng lên giống như thời niên thiếu. Khi giúp cô chỉnh lại mái tóc, cô sẽ không bao giờ biết anh đã dùng bao nhiêu sự kiềm chế để kiểm soát bản thân mình, không được vội vã hôn cô, dọa cô chạy mất. Anh để cô mặc chiếc váy xinh đẹp nhất, cùng anh đi đăng ký kết hôn. Anh sẽ từ từ tìm lại người con gái Giang Ngọc Hân xinh đẹp nhất năm 16 tuổi trong ký ức của anh. May mắn thay, cuối cùng thì Trần Tuấn Vĩ cũng đạt được điều mình mong muốn rồi. Bí mật này, đến khi mà kỷ niệm 5 năm ngày cưới, có với nhau hai tiểu công chúa xinh đẹp, Trần Tuấn Vĩ mới nói cho Ngọc Hân nghe. Đêm đó, nghe xong, cô khóc cả tiếng đồng hồ rồi ngủ thiếp đi vì quá mệt. Trần Tuấn Vĩ còn chưa kịp ăn sạch cô, rõ ràng anh vừa trở về sau chuyến công tác dài 5 ngày cơ mà. Quá là ấm ức, biết vậy anh đã giấu kín bí mật cho rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong bộ truyện ngắn vừa rồi. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của bộ truyện này có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của bộ truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.